chương 5429, vải bọc thi. Chư vị còn lo lắng cái gì, còn không thôi động trận kỳ, trấn áp bảo vật này. Tần trần gầm thét, kỳ thật không cần hắn mở miệng, đen ngục chi chủ bọn hắn cũng đã tỉnh ngộ lại. Có thể lại tới đây cái địa phương, mỗi cái đều là vùng đất bị vứt bỏ bên trong người nổi bật, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là thủ đoạn đều là cực kỳ phong phú, mặc dù tại ngay từ đầu có trong nháy mắt ngây người. Nhưng ở sau khi lấy lại tinh thần, đã trước tiên thôi động đại trận. Ông một tiếng, một đạo kinh khủng trận quang dâng lên, đám người thôi động trận kỳ, trong đại trận này hình thành một cái độc lập tiểu trận, không ngừng áp chế chói thần tỏa, gắt gao giam ở trong đó. Tạo vật chi nhãn, tại bọn hắn vây khốn bó kia thần tỏa trong nháy mắt, Tần Trần bỗng nhiên mở ra tạo vật chi nhãn, bó kia thần tỏa phía trên phù văn lưu truyền, lực lượng kết cấu trong nháy mắt khắc sâu vào Tần Trần trong óc. Đi, sau đó, Tần Trần bỗng nhiên vung tay lên, từ hải chi thủy như là trào lên sóng lớn trong nháy mắt tràn vào đại trận, lập tức bao trùm bó kia thần tỏa. Cường đại tử hải sát ý phóng lên tận trời, không ngừng cọ rửa cái này trói thần tỏa phía trên nguyên bản già la minh tổ ý thức. Tại cọ rửa phía trên nguyên bản ý thức đồng thời, tần trần trong nghi tâm một đạo vô hình lực lượng thần hồn nổ bắn ra mà ra, tràn vào bó kia thần tỏa bên trong, cấp tốc ở phía trên không ngừng lưu lại lạc ấn cùng ấn ký. Hắn đúng là tại trước mắt bao người cướp đoạt cái này già la minh tổ khống chế trói thần tỏa. Ngươi, Già La Minh tổ thần hồn nhận trùng kích, lập tức một ngụm máu đen phun ra, thần sắc trở nên trước nay chưa có hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bởi vì không có ai biết, hắn sở dĩ có thể khống chế ở tòa này đỉnh cấp đại trận, cũng chân áp thủy mị đại đế, không phải là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ, cũng không phải bởi vì hắn tu vi, mà là bởi vì cái này bốn kiện đỉnh cấp trí bảo. Cái này bốn kiện đỉnh cấp hóa vàng, mới là cái này tứ tượng thần hồn đại trận hạch tâm nhất trận nhãn. Cho dù là lúc trước Tần Trần ý đồ cướp đoạt hắn đại trận quyền khống chế, trong lòng của hắn mặc dù kinh hoàng, nhưng lại còn giữ lại có một tia bình tĩnh. Bởi vì chỉ cần cái này bốn kiện chí bảo còn tại khống chế của hắn bên trong, Tần Trần liền vô pháp cướp đi toàn bộ trận pháp quyền khống chế. Nhưng bây giờ Tần Trần lại muốn cướp đoạt cái này bốn kiện đỉnh cấp chí bảo một trong, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hắn điên cuồng thôi động chói thần tỏa, ý đồ đem vật này lôi kéo đi ra có thể trói thần tỏa bị nhốt trong trận pháp, lại thêm tần trần tử hải chi thủy rửa sạch, hắn đối với nó khống chế đang nhanh chóng yếu bớt, căn bản là không có cách một lần nữa đoạt lại. Đáng giận, già la minh tổ lòng nóng như lửa đốt, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm quỷ huyết, không lo được do dự, trực tiếp dẫn động kiện thứ hai đỉnh cấp hóa vàng. Quỷ hoàng chuông, đi, đông, thanh kia đen kịt cổ trung phát ra một tiếng kinh người sóng âm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, ông, có hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng đất trời, cái kia màu đen cổ trung ở trong hư không cấp tốc xoay tròn, đối với tần trần chính là hung hăng bao phủ xuống xuống tới. Đông, một cố kinh khủng thần hồn trùng kích, trong nháy mắt chui vào tần trần não hải. Oanh, tần trần não hải trong linh hồn hải, trong nháy mắt hù dọa ngập trời gợn sóng, kịch liệt phun trào, tựa như biển động đột kích. Đại nhân coi chừng, vật này hẳn là ngũ nhạc minh đế nắm giữ đại đế hóa vàng quỷ hoàng chuông đồ giỏm. Vạn cốt minh tổ vội vàng quát, cái này hiển nhiên lại là một kiện đại đế hóa vàng hàng nhái. Mặc dù chỉ là đồ giỏm, cũng không phải là chân chính đại đế hóa vàng, nhưng uy lực vẫn như cố kinh người, chuông lớn rơi xuống, vô hình uy áp bức xạ tầng tầng hư không, tần trần chỉ cảm thấy não hải ong ong, đại não tựa như tùy thời muốn nổ tung bình thường. Cho ta ngăn trở, tần trần gầm thét, áp chế trong đầu gợn sóng, đồng thời không chút do dự thôi động não hải trên không lơ lửng thập kiếp điện. Bây giờ hỗn độn thế giới vô pháp mở ra, thập kiếp điện chính là tần trần một cái khác át chủ bài lớn. Mặc dù không biết cái này thập kiếp điện đến tột cùng là cấp bậc gì bảo vật, nhưng tần trần lại có loại cảm giác, món này từng bị vực sâu chi lực ô nhiễm bảo vật, tuyệt sẽ không so cái này phỏng chế chuẩn đế bảo vật yếu nhược. Ông một tiếng, tần trần trong nghi tâm một đạo hắc quang lướt đi, trong chốc lát, một cái đen kịt đại điện cổ lão xuất hiện ở trong thiên địa, phía trên tòa đại điện này ẩn chứa vô tận kiếp nạn khí tức, vừa xuất hiện, liền cấp tốc biến lớn, hóa thành một tôn thông thiên cổ điện, mang theo không thể địch nổi khí tức khủng bố, hung hăng vào tới trong hư không quỷ hoàng chuông. Oanh, một điện, một chuông hai kiện bảo vật cấp tốc tới gần. Hư, không biết sống chết, già la minh tổ thấy thế, khóe miệng phát hỏa giữ tợn cười lạnh, nhìn xem thập kiếp điện trong ánh mắt toát ra đến khinh thường. Gia hỏa này coi là quỷ hoàng chuông là cái gì, tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật liền muốn ngăn cản. Đây chính là đại đế hóa vàng hàng nhái, chuẩn đế cấp trí bảo, chính là lưới hái tử thần bảo vật như vậy tới va chạm, cũng vô pháp đối kháng, cung điện của kia lại là cái gì đồ chơi. Cũng dám đi lên người giả bị đụng, nát, giả la minh tổ trong tiếng cười lạnh một tiếng quát lớn, thể nội khí tức phun trào, bỗng nhiên thôi động quỷ hoàng chuông hung hăng rơi xuống. Quanh một tiếng, trong chấp nhoáng, thập kiếp điện cùng quỷ hoàng chuông liền ở trong hư không hung hăng đánh nhau. Đông, đại âm điếc tai, vỡ nát thiên địa, một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, giống như tạo thành đại phá diệt. A à, cổ trung rung động kịch liệt trùng kích quét sạch qua mọi người tại đây nơi xa hương ngạc chi tổ bọn người nhao nhao kêu thảm tại dưới đợt trùng kích này thần hồn bị hao tổn không ít cấm khu chi chủ càng là trong thất khiếu trực tiếp chảy ra hắc huyết đến bản thân bị trọng thương chuẩn đế hóa vàng uy lực làm cho người vẹn vẹn va chạm hình thành khủng bố trùng kích liền đủ để trọng thương tam trọng siêu thoát cấp cường giả nhưng mà cho dù là bọn hắn từng cái toàn thân máu tươi sắc mặt trắng bệch nhưng như cố cắn răng gắt gao thôi động trận kỳ vây khốn chói thần tỏa không để cho thoát khốn bởi vì tất cả mọi người biết tần trần là bọn hắn bây giờ duy nhất hy vọng sống sót một khi tần trần vẫn lạc bọn hắn hạ tràng sẽ càng thêm thê thảm kiệt lực trong lúc kháng cự tất cả mọi người cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía va chạm chỗ mắt lộ ra lo lắng trong lòng thì là ám ám cầu nguyện tần trần tuyệt đối không nên có việc nhưng mà sau một khắc biểu tình của tất cả mọi người lại tất cả đều giật mình trước mắt bao người, chỉ gặp cái kia khủng bố sóng xung kích trôn vùi tiêu tán, hai kiện trí bảo ở trong hư không một mực rằng co cùng một chỗ, đen kịt quỷ hoàng chuông không ngừng xoay tròn, nhưng thủy chung vô pháp xông phá cung điện cổ kia chỗ, cổ điện uy thế, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc cho quỷ hoàng chuông như thế nào trùng kích, đều nửa bước khó đi, bị gắt gao ngăn lại. Mà phía dưới tần trần, tại cổ điện bảo hộ phía dưới, vẫn như cũng ngạo nghễ sừng sướng hư không, cả người tựa như bình yên vô sự, hồn nhiên không có một chút thụ thương bộ dáng. Cái này, tình huống như thế nào? Đám người biểu lộ ngốc trệ, trật nội tâm cuồng hỉ. Mà cách đó không xa già la minh tổ thì là biểu lộ ngốc trệ, miệng há lớn, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được, không dám tin vào hai mắt của mình. Không, không có khả năng, quỷ hoàng chuông chính là chuẩn đế trí bảo, tại sao lại không xông phá cổ điện này? Điều đó không có khả năng, già la minh tổ cuồng loạn gào thét, vô pháp từ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Quỷ hoàng chuông dưới một kích, cho dù là đỉnh phong siêu thoát cường giả cũng khó khăn trốn trọng thương vẫn lạc hạ tràng, kẻ này tu vi cho dù mạnh hơn, như thế nào lại lông tóc không thương. Giờ phút này, căn bản không có người chú ý tới, đại điện trong hư không thủy mị đại đế cũng là thấy được phía dưới thập kiếp điện, cảm nhận được thập kiếp điện bên trên phóng thích ra khí tức, con người của nàng bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật bình thường. Cổ điện này Nàng trong con mắt ẩn ẩn có hãi nhiên hào quang lóe lên, thân thể mềm mại run lên. Không hổ là bị vực sâu ô nhiễm qua bảo vật, đám người phía dưới, tần trần chính mình cũng là mắt sáng lên, nội tâm cảm khái. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng thập kiếp điện sẽ ngăn không được quỷ kia hoàng chuông, hiện tại xem ra, dư xài, lúc trước cái kia kinh khủng trùng kích, cơ hồ 89 phần 10 đều bị thập kiếp điện chịu đựng được, chỉ còn lại có một hai thành trùng kích rơi vào tần trần thân bên trên, tự nhiên không thể mang đến cho hắn tổn thương. Rất tốt, ngưng, tần trần nắm lấy cơ hội, trong nghi tâm từng đạo thần hồng bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, cấp tốc dung nhập bó kia thần tỏa bên trong, đem bên trong cấm chế cùng ý chí một chút xíu ma diệt. Trong lúc mơ hồ, già la minh tổ cảm giác mình cùng chói thần tỏa liên hệ càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều có thể tách ra. Đáng chết, đây là người bức ta, phán quan bút, phải liệm, già la minh tổ gào thét lên tiếng, há mồm phun ra đại lượng quỷ huyết, Duy nhất một lần đem còn lại hai kiện đỉnh cấp hóa vàng tất cả đều dẫn động mà lên. Oanh, oanh, hai đạo kinh người khí thức tử vong ở trong thiên địa này trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ này khác này, giả la minh tổ cũng không dám lại chủ quan, sự tình đến bây giờ, hắn đã không có đường lui, nhất định phải nhanh chém giết tần trần. Nếu là tần trần bất tử, phía sau chết nói không chừng chính là chính hắn, hắn có thể nào để xảy ra chuyện như vậy? Cho nên, căn bản không chờ tần trần kịp phản ứng. Già La Minh Tổ trong nháy mắt bốc cháy lên thần hồn của mình, kích hoạt còn lại hai đại hóa vàng. Hắn không tin, Tần Trần còn có thủ đoạn có thể ngăn cản chính mình còn lại hai đại hóa vàng công kích. Vải liệp, đi, trong tiếng quát trói tai, cái kia màu đen vải vóc đã bị trong nháy mắt tế ra, trong chốc lát, cái kia vải màu đen lụa liền hóa thành một đoàn màu đen mây đen, trong đó có kinh người hôi thối phát ra, người một chút, thần hồn chính là trận trận choáng váng, giống như là muốn té xỉu giống như cái kia màu đen vải vóc trong nháy mắt liền đem tần trần hoàn toàn bao phủ. Tần trần hừ lạnh một tiếng, tại nhất tâm nhị dụng đồng thời, trực tiếp tế ra ở trong tay thần bí kiếm gì, chỉ là hắn cái này thần bí kiếm gì vừa mới thi triển đi ra, cũng cảm giác được quanh thân chỉ đột. Lĩnh vực, tần trần trong nháy mắt liền chấn kinh hiểu được, cái này màu đen vải vóc lại còn mang theo lĩnh vực công năng, tại cái này vải vóc phía dưới, bốn phía hư không tạo thành một cái độc lập thiên địa, ở trong thiên địa này, hết thảy quy tắc vậy mà đều bị cải biến. Trong lòng của hắn kinh hãi, lúc trước thi triển ra ba kiện hóa vàng, mỗi một kiện đều có chính mình năng lực đặc thù, trói thần tỏa là có thể trói buộc hết thảy quỷ hồn, không nhìn nhục thân. Mà quỷ hoàng chuông thì là có thể trực tiếp chân áp tại linh hồn cấp độ, để linh hồn bốc lên phá toái, tránh cũng không thể tránh. Bây giờ cái này được xưng là vải liệm màu đen vải vóc, đúng là có cô động một phương thời không công năng không đợi trong tay thần bí kiếm gì tế ra, tần trần cảm giác mình thân thể cùng thần hồn đều muốn ngưng động, tựa như thật trở thành một bộ thi thể, muốn bị cái này vài liệm trực tiếp bao vây lại, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Mà liền tại tần trần thần hồn suýt chút nữa thì ngưng kết thời điểm. Oanh, tần trần não hải trên không hỗn độn thanh liên lửa cấp tốc bốc cháy lên.